Dân tộc Mảng là một trong 16 dân tộc rất ít người tại Việt Nam. Theo số liệu điều tra năm ba dân tộc thiểu số năm 2019, dân tộc Mảng có 4.650 người. Người Mảng còn có tên gọi khác như Mảng Ư, Xá Mảng, Niểng O, Xà Bá O. Cộng đồng người Mảng sinh sống ở thượng nguồn sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên. Ngôn ngữ của người Mảng thuộc nhóm Môn, Khmer. Người Mảng bảo tồn tiếng nói khá tốt, 100% người Mảng sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong sinh hoạt hàng ngày. Một số người có thể sử dụng tiếng phổ thông, tiếng Thái, tiếng Hà Nhì và tiếng Mông khi giao tiếp với bên ngoài. Ngô là lương thực chính của người Mạng, họ ăn ngô trộn sắn hoặc trộn với gạo. Lá sắn non muối là thức ăn gần như quanh năm của người Mạng. Sản xuất nương rẫy là phương thức canh tác chủ yếu của người Mạng. Trước đây người Mạng chăn nuôi tiểu gia súc, những năm gần đây nhờ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, họ phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nghề đan lát đặc biệt phát triển, các sản phẩm đan lát phục vụ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Từ những sợi mây, nan răng được trẻ vót, họ khéo léo đan thành những vật dụng. Nổi bật là chiếc bem đựng quần áo vải vóc, cất giữ trang sức, trang phục quý hiếm. Những sản phẩm này có kỹ thuật mỹ thuật tạo hoa văn, đường nét rất độc đáo, hài hòa, được các dân tộc Mông, Lự, Tài, Thái ưa chuộng. Những sản phẩm làm thủ công cũng là thước đo để đánh giá sự khéo léo, tài năng của người phụ nữ dân tộc Mảng. Trang phục truyền thống của người Mảng vẫn được gìn giữ tới ngày nay. Nét độc đáo trong trang phục phụ nữ là tấm choàng quấn quanh thân và chân quấn xà cạp. Trên đầu tóc buộc bằng dây có tua khá đẹp mắt. Người Mảng có 5 dòng họ, mỗi dòng họ lấy một con vật để cầm tinh làm vật tổ theo tín ngưỡng cổ truyền. Các lễ nghi nông nghiệp tập trung nhất là thờ cúng hồn lúa vào dịp thu hoạch mùa vụ hàng năm. Người phụ nữ có vai trò quan trọng thể hiện dưới hình thức mẹ lúa, chủ lễ. Mùa gieo hạt và mùa gặt hái, cộng đồng mảng chung vui trò chơi, hát, đối đáp, trong dịp này, các bậc cao niên thường kể sử thi soạn ngoạng, nói về chia đất của cộng đồng mạng. Các nhà cụ chiêng, đàn một dây, sáo, khen cũng được nam nữ người mạng biểu diễn phản ánh những nét văn hóa tinh túy trong các lễ hội cộng đồng. Trong đời sống tín ngưỡng, đồng bào coi mặt trời là đấng tối cao đã sáng tạo ra con người và vũ trụ. Truyền thuyết của người mạng có hình tượng con người sinh ra từ quả bầu, một hình ảnh thường thấy trong truyền thuyết của nhiều dân tộc ở Việt Nam. Trong đời sống hôn nhân, trai gái người mạng được tự do yêu đương và kết hôn. Nhà trai chủ động hỏi cưới vợ cho con. Lúc đưa dâu có tục đánh nhau giả giữa họ nhà trai và nhà gái để giành cô dâu, thể hiện sự lưu luyến của nhà gái với cô dâu trước khi về nhà chồng. Trải qua lịch sử, dân tộc Mạng hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống đa dạng và đặc sắc. Trong đó, lễ vào nhà mới là một hoạt động đặc trưng, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Mạng đồng bào quan niệm trong đời người quan trọng nhất là dựng nhà, lập gia đình và sinh con, phát triển gia đình, nên dù lớn hay nhỏ, làm bằng gỗ hay tranh tre, nhưng dựng nhà là mối quan tâm hàng đầu. Khi làm nhà xong, vào buổi sáng tốt ngày đã chọn, gia đình làm các thủ tục nghi lễ vào nhà mới. Ngày được chọn để vào nhà mới là ngày con ngựa, sau đó đến ngày con rồng, con dê, con gà Đặc biệt, kia ngày mất của bố, mẹ của gia chủ, ngày sinh, năm sinh của gia chủ, ngày con hổ, tránh ngày mất của vợ hoặc chồng đã qua đời. Dân tộc Mảng lưu giữ được gần như nguyên vẹn chuyện giã sử, sử thi, đặc biệt là dân ca sỏng. Ngày nay, người Mảng vẫn lưu truyền truyền thuyết kể về vùng đất tổ của mình, đó là Mong Boang, một địa điểm trên sườn núi thuộc xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, nay thuộc huyện Nậm Nhùn, Lai Châu những năm gần đây với các nguồn đầu tư của nhà nước trên hầu hết tất cả các lĩnh vực vùng đồng bào dân tộc mảng đã đạt được nhiều kết quả trong giảm nghèo bền vững nếp sống văn minh đang hiện rõ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết chỉ còn là ký ức đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc mảng đang ngày càng được nâng cao sinh sống chủ yếu ở vùng cao xa xôi đồng bào mảng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống đặc sắc của dân tộc mình đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần để kết nối cộng đồng đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trên miền đất địa đầu của tổ quốc